Thưa quý vị, Trung tâm Anh ngữ quốc tế EME Quảng Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ vừa khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh 2018 English Phenomenon dành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Nội dung cuộc thi theo chuẩn Cambridge gồm cả 4 kỹ năng nghe nói, đọc viết. Đây được xem là một sân chơi bổ ích lý thú dành cho các em giao lưu, học hỏi, trau dồi trình độ và tăng thêm niềm yêu thích đối với bộ môn ngoại ngữ quan trọng này. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông phụ huynh và học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đã tập trung về trường để chuẩn bị cho cuộc thi vòng loại cấp trường. Để đạt kết quả tốt nhất, các thí sinh đã có sự rèn luyện và chuẩn bị kỹ năng kỹ càng. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự cuộc thi chung kết cấp thành phố. Cuộc thi English Tournament được mong đợi sẽ là nơi ươm mầm cho các tài năng nhí, tạo cơ hội cho các thí sinh được học tập trong môi trường tiếng Anh chuẩn Mỹ. Vượt khỏi một cuộc thi tiếng Anh đơn thuần, là nơi các em thể hiện sự tự tin, sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy, phản biện. Với nhiều phần thưởng hấp dẫn và học bổng lên đến 4 triệu đồng, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm về chương trình này, xin vui lòng liên hệ tư vấn tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế EMA Quảng Nam, địa chỉ số 12 đường Hồ Xuân Hương, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, điện thoại 0235 6269 123.